và có những ngày em đi làm, thậm chí em lên làm em không làm cái gì cả, em chỉ ngồi. Thực sự là ngồi trong văn phòng bây giờ rất ngột ngạt và thực sự là không muốn ngồi trong đấy một tí nào cả. Mà cái sự lo âu nó cứ càng gia tăng nhiều dần lên thì nó cũng sẽ khiến cho các cá nhân họ không thể nào hoàn thành tốt được các công việc. Em chỉ muốn nghỉ mãi luôn cũng được. Đã gần một tháng kể từ khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, nhưng mà tôi tin chắc rằng không ít người trong số chúng ta đang đếm từng ngày, thậm chí là đã lập kế hoạch chi tiết cho kỳ nghỉ lễ dài không kém sắp tới là 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới đây. Đến kỳ nghỉ lễ thì thường ai cũng háo hức, nhưng mà khi chuỗi ngày đó kết thúc thì không ít người lại rơi vào cảm giác đó là buồn chán, hụt hẫng, thậm chí là ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần trong công việc. Đó được gọi là hội chứng post-holiday blues, tạm dịch là căng thẳng sau mùa lễ hội. Những món đồ từ Tết vẫn nguyên vẹn trong vali, mà Văn chẳng buồn bận tâm để bỏ ra. Cho đến tận bây giờ, Văn vẫn chưa muốn tin vào sự thật rằng kỳ nghỉ lễ đã kết thúc. Đi làm được gần một tháng, thì hơn quá nửa thời gian mơ màng loay hoay. Công việc tồn đọng cứ thế chất đầy. Cho mình thêm ngày nghỉ lễ đi. Tại sao nghỉ lễ ít như thế này? Đấy là những cái suy nghĩ của em. Mà sau đợt nghỉ lễ là em ngủ muộn hơn nào. Tầm 2-3 giờ sáng em ngủ. Đấy nên là cái giờ mà em ngủ nó rất là ít. Em chỉ muốn nghỉ mãi luôn cũng được. Thế động lực thế nào mà mình lại đi làm đầy đủ như thế? Động lực nói thật ra là không làm thì em sẽ không có tiền. Và có những ngày em đi làm, thậm chí em lên làm em không làm cái gì cả. Em chỉ ngồi, em nghịch máy tính này, em ngồi chơi với cả mấy anh chị ở trong phòng, hoặc là nói chuyện cả bạn bè đi. Nói chung là đến công ty làm nhưng mà thực chất là không để làm mà để chơi. Có mặt nhưng không thực sự làm việc. Thậm chí là ám ảnh đến mức sinh ra những nỗi sợ đến văn phòng. Không chỉ là đếm từng ngày đến kỳ nghỉ lễ sắp tới, mà với Đình Nhân là đếm từng giờ để có thể ra về. Chỉ đếm ngược thời gian sao cho mà để mà mình đến lúc mình được ra về thôi. Thực sự là ngồi trong văn phòng bây giờ rất ngột ngạt và thực sự là không muốn ngồi trong đấy một tí nào cả. Nhưng mà đặc thù công việc mình vẫn phải có mặt ở văn phòng và làm việc. Nhìn cái giấy tờ với cả các cái văn bản mình nhìn đôi lúc nó thấy nó hơi vướng mắt, với cả nó hơi kiểu cảm giác nó nhìn vào nó khó chịu. Không có ý nghĩa là đang muốn thay đổi công việc một chút hoặc là dừng lại một tí để mình nghỉ ngơi thêm một chút, tại vì nó khá là mệt mỏi. Hội chứng căng thẳng sau những kỳ nghỉ lễ là dạng muộn phiền về tinh thần. Mặc dù hiện tượng này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng nếu kéo dài thì sẽ được xếp vào dạng trầm cảm nghiêm trọng. Các bệnh nhân của tôi sau cái kỳ nghỉ Tết này, hoặc là một cái kỳ nghỉ mà các bạn ấy xin nghỉ để đi du lịch ở đâu đấy, thì đúng là bao giờ về cũng sẽ có một cái báo cáo, đó là cảm thấy cháu hay là tôi không cảm thấy quay trở lại được với công việc. Có những cái cảm giác như cô đơn này, trống rỗng này, chán nản và căng thẳng. Có thể có một tỷ lệ rất nhỏ mọi người là không giải quyết được vấn đề này, tức là bị kẹt lại, dẫn đến việc chúng ta có cái tình trạng đó là so sánh cái tình trạng vui vẻ khi đi chơi với cái tình trạng phải ứng phó với những cái căng thẳng do công việc. Tưởng rằng một kỳ nghỉ sẽ cho cảm giác nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng. Thế nhưng trên thực tế, với một số người, việc trở lại công việc sau nghỉ lễ chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Đối với người dân tại Mỹ và các nước phương Tây, hội chứng căng thẳng sau mùa lễ hội thường xảy ra sau kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Theo nghiên cứu tại Mỹ của Hiệp hội Tâm lý học nước này, thì thậm chí có tới 68% người dân được hỏi cho biết họ từng có hội chứng hậu nghỉ lễ. Còn với người dân Trung Quốc, hội chứng này thường xảy ra sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giống như chúng ta. Mạng xã hội của Trung Quốc phản ánh rất rõ hiện tượng khá phổ biến này. Tại Hàn Quốc, nhiều người trải qua hội chứng này sau kỳ nghỉ Tết Trung Thu. Thậm chí tại quốc gia này còn từng có những gói dịch vụ chữa lành sau nghỉ lễ nhằm giải tỏa tâm lý cho người dân. Ở Nhật Bản thì cũng xuất hiện một hiện tượng tương tự được gọi là bệnh tháng 5, bởi là đầu tháng 5 là khoảng thời gian dài cho những kỳ nghỉ và lễ hội, hay còn gọi là tuần lễ vàng tại Nhật Bản. Vâng, vậy điều gì khiến cho hội chứng này lại là một hội chứng mà bất cứ người dân ở quốc gia nào, nền văn hóa nào cũng có thể gặp phải? Một phần của câu trả lời lại chính là từ những thói quen gây mất cân bằng dinh dưỡng trong các kỳ nghỉ lễ. Thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ trong những ngày lễ Tết
chính là một phần nguyên nhân dẫn tới hội chứng hậu nghỉ lễ. Việc ăn nhiều thực phẩm chế biến có lượng carbon hydrate, chất đạm, chất béo cao như bánh kẹo, đồ ăn vặt, nước ngọt không chỉ dễ khiến cho chúng ta tăng cân sau mỗi kỳ nghỉ lễ, mà còn có thể gây viêm, gây ảnh hưởng tới giấc ngủ và rối loạn chức năng trao đổi chất. Ngoài ra, tác động cảm xúc của việc ăn quá nhiều thường dẫn đến cảm giác tội lỗi, hối hận, tự trách bản thân. Uống rượu bia quá nhiều cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng vì hành động này có liên quan đến việc tăng mức độ hormone căng thẳng và giấc ngủ bị gián đoạn. Cả hai đều có thể ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc. Trước dịp lễ Tết, sự mong đợi sẽ giải phóng một lượng lớn dopamine trong não của chúng ta. Ăn thực phẩm có đường cũng giải phóng dopamine. Chất này tiếp tục kích thích trung tâm khoái cảm của não. Thật không may, một khi kỳ nghỉ lễ kết thúc, các mức độ dopamine này sẽ giảm trở lại và lúc này, bộ não của chúng ta sẽ cảm thấy thất vọng hoặc suy sụp về cảm xúc. Sự tương phản rõ rệt của những trải nghiệm này có thể gây ra phản ứng cảm xúc bất lợi. Tâm lý vui chơi buông lơi ngày tháng khiến đa phần mọi người trong kỳ nghỉ lễ sẽ thức khuya hơn, dậy muộn hơn. Vì thế, đồng hồ sinh học thường ngày của chúng ta bị thay đổi và điều này khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi và chậm chạp. Thật ra thì hội chứng sau kỳ nghỉ lễ là một trạng thái tâm lý bình thường mà hầu hết con người hiện đại đều có thể mắc phải. Và để đưa bản thân thoát ra khỏi sự buồn bã sang một cuộc vui thì đòi hỏi chúng ta phải tập trung vào những điều cơ bản về sức khỏe thể chất tinh thần và điều chỉnh cả những kỳ vọng nữa. Tất nhiên là việc trở lại trạng thái như trước kỳ nghỉ lễ cũng phải mất thời gian hơn một chút, có khi là trong vòng một tuần hoặc là phải lâu hơn. Thay vì tìm cách đối phó với suy nghĩ ngại đi làm thì Như Quỳnh chọn việc làm mới bản thân với nhiều mục tiêu mới được đặt ra. Bắt đầu từ việc tự đặt cho mình những thử thách ngủ sớm hơn hay tập thể dục tối thiểu vài lần một tuần. Quỳnh cho rằng việc thay đổi là cần thiết bởi không thể mong đợi cùng làm một việc mỗi ngày nhưng nhận lại được các kết quả khác nhau. Khi bất cứ công việc nào mà em phải làm thì em là cũng trì hoãn. Em đặt ra cái challenge cho mình là tắt điện thoại và ngủ trước 11 giờ. Cũng có một lần là em cũng bị dậy muộn hơn so với cái thử thách mình đặt ra. Nhưng mà em nghĩ rằng là thà thất bại mà mình cố gắng còn hơn là mình không làm gì cả. Còn với Hoàng Anh, cách tốt nhất để vơi đi cảm giác lưu luyến quá khứ là lập kế hoạch cho tương lai gần. Dành 1/3 thu nhập cho những chuyến du lịch mỗi tháng khiến việc trở lại công việc sau mỗi kỳ nghỉ, dù ngắn hay dài, cũng không còn là nỗi ám ảnh. Thực ra là mỗi tháng mà có một chuyến đi nho nhỏ thôi. Sau khi mình đi chơi xong, mình lại mong muốn mình được kiếm tiền, mình được đi làm để có thêm thu nhập. Mình sẽ lấy cái đó làm động lực của mình để cho những ngày chuyến tiếp theo sẽ được đi dài hơn, đi những nước xa hơn. Dù ngắn ngày hay là dài ngày thì ít nhất mình cũng cảm thấy là mình được đi đến một nơi mới này, một địa điểm mới, hay chỉ đơn giản là mình di chuyển để mình tìm một chỗ ngủ mới thôi thì cũng là một cái cảm giác khác rồi. Mình phải thấy hạnh phúc với chính bản thân mình và mình cũng phải thấy hạnh phúc với những cái gì mình đang có và với những cái thứ gì mà ở xung quanh. Thì lúc đó ấy, mình mới không ở trong cái trạng thái blue được. Thực ra cái đoạn nghỉ ấy là một cái đoạn để cho tâm mình tĩnh lặng và mình có thể nghĩ đến rất là nhiều những cái thứ khác. Mình sẽ bắt tay vào cái công việc với những cái ý tưởng mới, với những cái suy nghĩ mới. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều trào lưu sống tích cực trong năm mới cũng được nhiều người hưởng ứng. Từ việc chia sẻ các phương pháp thanh lọc cơ thể sau Tết cho đến phong trào khoe những cuốn sách đầu tiên mà mình đọc được trong năm 2023. Thử những điều mới mẻ chưa từng làm là cách mà nhiều người chọn để thoát khỏi những dư âm sau kỳ nghỉ lễ. Vâng, sự thay đổi thì không chỉ đến từ mỗi cá nhân mà các văn phòng mở với những mô hình làm việc linh hoạt hay còn gọi là hybrid working cũng đang xuất hiện ngày một nhiều hơn. Đây cũng là một giải pháp khá là hay giúp cho nhân viên không còn phải sợ đến văn phòng với hàng tá những giấy tờ ngổn ngang chồng chất nữa. Sự ngăn nắp này, gọn gàng, thoáng đãng và quan trọng là linh hoạt trong cách quản lý đang là điều kiện lý tưởng giúp cho nhân viên và nhất là những người làm văn phòng có cơ hội để cân bằng cảm xúc của chính mình. Tự pha một tách cà phê ngay trong chính quầy bar của công ty để bắt đầu một buổi làm việc. Thay vì chối bỏ cảm xúc căng thẳng sau kỳ nghỉ lễ, thì chấp nhận và tìm cách dần dần bắt nhịp lại với công việc là cách mà Hà Trang lựa chọn khi công ty áp dụng mô hình làm việc linh hoạt. Theo mình, vấn đề Holiday Blue thì khá là phổ biến. Với văn phòng mở thì các bạn hoàn toàn là trong cái tuần đầu tiên khi đi làm, các bạn có thể tự linh động để sắp xếp lịch làm việc của mình, bao nhiêu ngày lên công ty, bao nhiêu ngày work from home, để dần dần để các bạn bắt nhịp lại nó vừa phải hơn và nó sẽ hiệu quả hơn. Quyền được linh hoạt cho phép nhân viên chủ động thiết kế lịch làm việc cá nhân. Bên cạnh đó, một không gian làm việc mở,
không chỗ ngồi ổn định, không giấy tờ, sổ sách chồng chất. Những điều mà tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại khiến cho nhân viên tránh được cảm giác sợ đến văn phòng. Sau cái thời gian nghỉ dài vừa rồi thì việc mà không phải chấm công đã là cả một cái bớt gánh nặng. Bước vào văn phòng bàn ghế lúc nào cũng rất là nhiều sổ sách và giấy tờ thì mình sẽ cảm thấy rất là áp lực với công việc. Nhưng mà khi mà bước vào văn phòng mới mọi thứ nó gọn gàng sạch sẽ, tâm trạng mình đã phấn khởi rất là nhiều rồi. Khi nào mà mình cần tập trung thường chọn những cái khu ghế riêng hoặc là những cái booth để có thể ngồi và suy nghĩ tập trung hơn. Làm việc linh hoạt cả kể không gian cũng như cách quản lý đang được cho là mô hình quan tâm đến sức khỏe tinh thần của nhân viên. Công ty cung cấp mọi tiện ích bạn cần và thay vì quản lý bằng thời gian thì hiệu suất sẽ là điều mà các nhà quản lý quan tâm. Mọi người sẽ không có chỗ làm việc cố định nữa, kể cả bản thân các sếp, ban lãnh đạo bây giờ cũng sẽ không có phòng làm việc riêng nữa. Mà tất cả những khu vực đấy thì sẽ ưu tiên để dành cho các khu vực để làm phòng họp hoặc là các khu chức năng. Chuyển sang mô hình linh hoạt nó sẽ có hai cái lợi thế lớn nhất. Sẽ giúp mọi người có thể tiết kiệm được rất là nhiều cái thời gian di chuyển, giúp làm tăng cái hiệu suất lao động. Mỗi một bộ phận hay là mỗi một nhân viên thì sẽ đều có một cái KPI được xét tương ứng theo tính chất công việc thay vì là đánh giá dựa theo cái giờ. Chỉ như vậy các bạn khi đi làm cũng sẽ có một cái tâm lý thoải mái hơn và các bạn cũng cảm thấy là cái thời gian đi làm của mình nó được hiệu quả hơn. Tính linh hoạt chính là một trong những yếu tố tạo động lực cho nhân viên, bởi khi đó họ có thể chủ động chọn on hay là off để cân bằng cảm xúc. Tuy nhiên, sự tự do trong mô hình này chính là sự tự do trong khuôn khổ. Bạn phải trở thành một quản lý của chính mình với kỷ luật và quy trình làm việc riêng để đạt được hiệu suất mà mình mong muốn.